Hắn ta là một con cua gián điệp đang trên đường khám phá nhóm cua đang di cư để phơi bày những bí mật giao dịch bất động sản. Là một con cua gián điệp, mặc dù chân cẳng không được linh hoạt lắm, nhưng khi bạn xem kỹ vẻ ngoài của nó, bạn sẽ nhận ra trông cũng không gọn gàng lắm. Dù bề ngoài có vẻ hơi lôi thôi, nhưng với tư cách là một gián điệp xuất sắc, nó phải ngụy trang để đột nhập vào đàn cua để khám phá đường dây mua bán nhà cửa. Đây là một nhóm đang xếp hàng chờ đợi để phân chia nhà ở cùng nhau. Trong việc trao đổi nhà cũ, cua ẩn cư là những chuyên gia bất động sản hàng đầu để tìm được một ngôi nhà mới phù hợp. Chúng dành cả cuộc đời để tìm kiếm. Đây là một hòn đảo ở Đại Tây Dương. Con cua này đã tìm thấy một biệt thự view biển, nhưng anh ta chỉ có kích thước của một viên bi nhỏ, rõ ràng là không phù hợp. Có tới 30% diện tích sàn, thật sự là nó không đủ khả năng chi trả. Vì vậy hắn quyết định ngủ một giấc trong căn nhà cũ để chờ đợi một ai đó cùng nhau bàn kế hoạch phân chia phòng. Không lâu sau, những con cua ẩn cư lớn nhỏ bắt đầu tập trung ở đây. Chúng vây quanh biệt thự, dùng càng để đo kích thước căn nhà, nhưng không một con cua nào có thể ở được biệt thự này. Điều kỳ diệu là những con cua ẩn cư này đã không rời đi vì điều này, cũng không hỗn loạn. Ngược lại, chúng bắt đầu xếp hàng theo kích thước. Giống như con người chúng ta, con lớn nhất đứng ở phía trước, còn những con nhỏ hơn đứng ở phía sau, tạo thành một hàng lối ngăn nắp, đôi khi có thể lên đến hơn 20 con cua. Theo thời gian, ngày càng có nhiều cua ẩn cư đến đổi vỏ, đội hình ngày càng dài. Cho đến quá trưa, một anh chàng to lớn phù hợp nhất với căn nhà đã đến thì chuỗi thay thế chỗ ở mới hoàn chỉnh. Sau đó, thủ tục chuyển nhượng nhà bắt đầu. Con cua lớn nhất đã rời khỏi căn hộ hai phòng ngủ của mình, chuyển vào biệt thự sang trọng và rộng rãi. Còn căn nhà cũ của nó lại rất phù hợp với con cua nhỏ ở ngay phía sau. Vì vậy, con cua ẩn cư đứng thứ hai cũng vội vàng dọn đồ, chuyển vào ngôi nhà lớn bên cạnh. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cả hai đều có được căn nhà mơ ước. Khi hoàng hôn buông xuống, mọi người đều hoàn thành giao dịch. Chỉ riêng con cua trước mặt này có vẻ không hài lòng với ngôi nhà mới của mình. Hắn nhắm vào ngôi nhà mà hắn không nên nhắm tới. Theo nguyên tắc thích thì phải cố gắng giành lấy. Nó đã lôi gián điệp ra ngoài, chiếm lấy căn nhà cua gián điệp. Một tình huống kịch tính xảy ra giữa những con cua ẩn cư và vô tình kẻ cướp tiếp nhận công việc điệp viên. Anh ta tiếp quản công việc quay phim bí mật. Chẳng bao lâu, nó đã từ bỏ ngôi nhà mới, khó khăn lắm mới có được, để dọn sang căn nhà trong suốt này. Một chai nhựa bị con người vứt bỏ đã thành công thu hút sự yêu thích của nó. Bất kể là ánh sáng hay phong cách trang trí, nó đều tỏ ra rất hài lòng. Chỉ tội cho tên xui xẻo trước mắt này, từ một tên gián điệp đã trở thành kẻ vô gia cư. Các bạn muốn khám phá về điều gì? Đừng ngại comment nhé!